Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Ngọc Anh Nemo của mình nha. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia một dự án có tên là REM nha các bạn. Thì con này chạy trên nền tảng của Polygon Matic nha các bạn, gạo mới nha các bạn. Tổng pool airdrop này tôi có tới 1 triệu token có nghĩa là RAW ETH nha các bạn. Thì để tham gia game này các bạn cần click phần link mô tả dưới video và tham tác chatbot. Dự án này có đối tác rất là mạnh luôn nha các bạn. 1.4 cộng 13 là 1.43. Sorry. 11 1.76. Tới âm 11 các bạn. Cộng gì chết. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join Discord bỏ vào bên đi. Các bạn join vào group nè. Rồi các bạn mà đắp lên nha các bạn. Các bạn join tiếp follow từ Twitter nè. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Tiếp tục like và tweet. Tết lại nha các bạn. Tiếp tục subscribe into we. Chắc mình đã subscribe rồi. Đăng ký nha các bạn. Tiếp tục follow Winteram. Trên Instagram mình đã follow rồi các bạn. Tiếp tục cho tiếp kênh channel. Rồi các bạn bấm vào submit đi tên nha các bạn. Rồi các bạn địa chỉ email qua giao được các bạn. Rồi tiếp tục các bạn điện cho vào Discord gọi là username Discord nè các bạn. Trên Discord các bạn chấp nhận lời mời nha các bạn. Rồi, muốn bấm nhiệm vụ hoàn thành nha các bạn. Tôi đã đọc và chấp nhận quy định các bạn muốn gỡ nha các bạn. Rồi, các bạn chat một câu đi các bạn. Rồi, sẽ là các bạn copy từ username Discord mình chỗ này nha các bạn. Rồi, các bạn sao chép nha các bạn. Mình gửi lên cho bot nào. Rồi. Đi các bạn bỏ các bạn, vì mình gấp quá nên mình gửi luôn. Gửi lên cho bot nào. Rồi, tiếp tục các bạn son tiếp kênh channel. Kênh gấp chứ các bạn nghiêm trang thôi nha các bạn. Các bạn continue luôn. Thank you to Twitter submit. Rồi tiếp tục các bạn submit profile link to Twitter mình nha các bạn. Trời ơi, tao máy nó nhảy tao lâu không. Trên Twitter nhấp vào hồ sơ bà cạnh cùng nè các bạn. Các bạn chia sẻ nè. Sau đó sẽ chép liên kết cho bot. Trời máy gì kì. Rồi tiếp tục con submit in with bot. Submit with các bấm continue nha các bạn. Rồi tiếp tục con subscribe kênh channel YouTube của mình nè các bạn. Trên YouTube nhấp vào kênh của bạn nè. Nhấp vào cạnh cùng nè, nhấp vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sẽ chép lên cái support. Rồi tiếp đem gửi lên YouTube mình lại nha các bạn. Vì YouTube mình đã chỉnh sửa URL nên nó không có chấp nhận nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn submit DRAM nha các bạn. Trên DRAM bằng các bạn avatar của mình nhấp ba cạnh cùng. Các bạn sẽ chép liên kết là cho bot. Rồi tiếp tục cho tiếp kênh channel. Rồi các bạn bấm vào continue nha các bạn. Rồi tiếp tục con submit địa chỉ mình bị sẽ match chain bet 20 trên chút đẹp của mình. Rồi sau đó mọi người lên ghép chia sẻ trong bè những thằng lấy kiếm tục cặn các bạn. Balance sim sẽ được 100 boy, tức nghĩa là 100 tục cặn lắm.
Tiếp tục thì mình sẽ gửi đến bạn dự án thứ hai là dự án Pinemon Gao 2 nha các bạn. Mình sẽ nhận được 500 token pin này các bạn. Thì token pin này khá là quen thuộc với tất cả các anh em mình nha. Bằng 57. Rồi, các bạn như gì? Follow Twitter, các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Các bạn follow tan 3 người bạn này các bạn, rồi submit username Twitter của mình nè các bạn. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. À, thì để con tweet bên nào ta. Follow dự án thứ hai nữa. Các bạn like nè, các bạn dự án tweet tăng 3 người bạn nha các bạn. Tắt lại đi. Follow thứ ba nè, theo dõi nè. Follow kênh thứ tư nè. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Like nè, các bạn chỉ dẫn tới quýt nè. Tăng 3 người bạn và chết lại luôn. Rồi các bạn đi lưu xin em tới Twitter mình nha các bạn. Rồi, quan sơn cái channel follow phi xeo luôn. Rồi các bạn like này các bạn. Các bạn chỉ dẫn tới quýt tăng 3 người bạn bài này nha các bạn. Tích lại bài này chính xác. Rồi, bấm đón. Rồi, các bạn submit địa chỉ bên B sở mát trên Bet20 trên YouTube của mình. Rồi sau đó mình lên game chia sẻ trong bè những thằng nó kiếm được cần các bạn. Dự án thứ ba mình sẽ hướng dẫn các bạn nhận 10 tập cần oxit. Đây thì mình đã dự án này làm chưa không các bạn ơi. Các bạn cũng nhấp vào link post các bạn, muốn start chatbot. Mình sẽ nhận được 10 tập cần oxit khoảng 10 đô nữa các bạn. Các bạn lướt xa đi tiếp nha các bạn. BX 4K. Rồi bom cho này gấp nha các bạn. Rồi video đầu tiên các bạn cho nó gấp nè. Rồi bấm đắp nè. Tiếp tục các bạn son kênh channel thứ hai của nó. Gấp channel. Rồi tiếp tục follow Twitter nè. Trên Twitter các bạn theo dõi nha các bạn. Các bạn like nè. Các bạn chỉ dẫn tweet. Tăng 3 người bạn vào. Test lại. Các bạn chỉ đang tweet cái bài dự án đó các bạn. Mình sorry các bạn. Mình tưởng là bài dự án ghi. Rồi tiếp tục thì các bạn son tiếp cái channel nữa. Trên ngôi gấp 6 á. Bấm submit đi tên. Bấm don. Submit đường điền 1.2 tới Twitter mình nha các bạn. Twitter nhấp anh ta nha, mua sơ nữa, nhấp ba cạnh cùng, nhấp vào chia sẻ nữa. Sau đó các bạn sẽ chép liên kết là chatbot. Rồi, tiếp tục các bạn bấm don. Trên cái channel. Rồi, tiếp tục submit địa chỉ bên B sở mát trên Bet20 trên YouTube của LED nha mình nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào một account ngay đây kia. Rồi ok mình đã nhận được 10 token Orit nè các bạn. Các bạn gì đang game chia sẻ cho bè những thằng kiếm token cần các bạn. Những video mình đem kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video tiếp theo từ mình nhé.